Ông Awasab trả lời phỏng vấn Đài Fox, tin từ Damascus. Trả lời phỏng vấn trên Đài Fox trong ngày hôm qua, ông Bashar al-Assad nói rằng chính phủ ông ta sẽ phá bỏ kho vũ khí hóa học. Công việc này sẽ phải tốn 1 tỷ Mỹ Kim và phải mất thời gian khoảng một năm. Được hỏi là ông ta có bằng lòng trao số vũ khí hóa học cho Hoa Kỳ hay không, ông al-Assad nói rằng phá hủy tốn rất nhiều tiền và quan trọng là đối với môi trường, cho nên nếu chính phủ Hoa Kỳ muốn đưa những chất độc hại này về nước, ông ta sẵn sàng hoan nghênh. Ông al-Assad cũng lặp lại là quân đội ông ta không dùng vũ khí hóa học. Vụ tấn công vào ngày 21 tháng 8 là do dân quân làm để mong Hoa Kỳ can thiệp. Vào thời gian này thì quân đội ông ta đang chiếm ưu thế và tiến vào khu vực nên không cần phải dùng tới vũ khí hóa học. Được hỏi là ông ta có muốn nhắn gì cho Tổng thống Barack Obama hay không, ông al-Assad nói rằng hãy lắng nghe tiếng nói của người dân là đủ. Theo kết quả của các cuộc thăm dò, đa số dân chúng Hoa Kỳ chống lại việc tấn công quân sự. Cựu dân biểu Denis Kucinich đã làm dân biểu 8 nhiệm kỳ, hiện làm người bình luận cho Đài Fox và ký giả Greg Packard đã thực hiện cuộc phỏng vấn này. Cựu dân biểu Kucinich đã gặp ông al-Assad hai lần trong tháng 2 năm 2011 sau khi người dân Syria bắt đầu đứng lên biểu tình đòi thay đổi chế độ.